Đặc vụ án báo cáo, đã phát hiện ra đối tượng, tôi có nên bắt giữ hắn? Cứ bình tĩnh, mục tiêu chính của chúng ta là kẻ đứng sau hắn cơ. Thì ra là mày. Con nạn đinh đồn này, sếp mày bảo kẻ đứng sau hắn là đại ca của hắn, chứ có phải là kẻ đang đứng sau hắn đâu. Ở trong phòng phẫu thuật, sẽ nói về én kéo. Nghe thấy vậy, con én liền cầm tay con sẻ kéo vào lòng mình. Con én đinh đồn này, con sẻ nó bảo kéo là bảo mày đưa cho nó cái kéo, chứ ấy bảo mày cầm tay nó để kéo thế này. Mày bị điên à? Anh yêu em thật lòng chứ? Đương nhiên. Anh hứa không bao giờ buông tay em chứ? Anh hứa. Buông ra, buông ra. Con gái khó hiểu thật đấy. Này thì bảo người ta hứa không bao giờ buông tay em, mà bây giờ đi ý lại nói người ta buông tay ra là sao? Sau khi được bụt truyền dạy võ nghệ, Thạch Săn bèn lên đường diệt ác trừ gian. Trên đường đi, chàng bất ngờ nhìn thấy một cái xò dừa. Vì quá khát nước, chàng cầm lấy cái xò dừa uống lấy uống để. Bỗng từ xò dừa, một chàng trai khôi ngô tuấn tú hiện ra. Ai uống nước của ta thì phải kết duyên cùng ta, chàng có đồng ý làm chồng ta không? Ta đồng ý. Từ đó, xò dừa và Thạch Săn sống hạnh phúc bên nhau. Hai người còn nghĩ ra món thạch dừa nổi tiếng, được thực khách gần xa yêu mến. Thạch dừa săn sò, 5.000 một hũ. Sao truyền xò dừa và Thạch Săn lại trở thành truyền sử tích thạch dừa thế này? Thế đúng, nhiều khi mình đéo thể hiểu được, nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Mọi lần mình toàn vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm, thật là nguy hiểm. Hôm nay, mình sẽ dừng đèn đỏ và đổi mũ bảo hiểm vì sự an toàn của bản thân. Ơ kìa. Toàn thân hỏng, còn đâu thì đéo làm sao cả nhé. Đấy, mọi người thấy lợi ích của việc đổi mũ bảo hiểm chưa? Bị tai nạn, dù toàn thân chấn thương, nhưng cái đầu vẫn được an toàn nhé. Cụt ơi! Tối nay cụt đi chơi với thỏ không? Cụt đi. Sao thỏ bảy màu lại bỏ về thế? Con cụt bảo nó đi mà, chứ có phải bảo mai cụt đi đâu. Đồ ngu, đồ ăn hại. Cụt mẹ. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ, like luôn đi.